Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Đức Phật từ bỉ quay thuyền bát nhã, sông đón rước hương linh của mẹ con về miền Tây Phương Cực Lạc. Mẹ đang ở nơi đâu? Chưa cô quan tài thì không khói hương bài. Kể từ đây mẹ đã bỏ xa xa nghe ngào từ đây.